Tính đến hết tháng 11, thu ngân sách nhà nước qua hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đạt gần 1.400 tỷ đồng, bằng 90% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 77% chỉ tiêu tỉnh giao, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2021. Mặc dù giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu giảm mạnh, nhưng thu thuế xuất khẩu đạt 715 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân bởi giá một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực như phốt pho, lưu huỳnh tăng rất cao tuy nhiên thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tự vệ và thu khác đều giảm mạnh. Việc thu hồi nợ động thuế đối với một số trường hợp doanh nghiệp đã không còn hoạt động gặp nhiều khó khăn. Ngành hải quan phấn đấu kết thúc năm 2022 sẽ đạt số thu ngân sách 1.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu không thực hiện các biện pháp, nhất là đôn đốc thu hồi số nợ đạm thuế gần 400 tỷ đồng của các doanh nghiệp sẽ rất khó đạt được mục tiêu này.